mình đang ở bên quán cà phê Phúc Long ở Cộng Hòa, Tân Bình. Thì trong clip ngày hôm nay mình sẽ làm một bài test để mà test cái tốc độ của SIM 4G Mobifone với lại một thiết bị router Wi-Fi Totolink LR1002. Thì để cho khách quan nhất thì trong bài test này mình sẽ thực hiện ở nhiều địa điểm cũng như là nhiều nơi khác nhau để kiểm tra xem tốc độ có bị hao hụt hay là có bị sụt giảm hay không. Ok, cùng bắt đầu nhé. Sẵn đây thì mình cũng xin giới thiệu đến các bạn một cái ứng dụng dùng để kiểm tra cái vùng phủ sóng của các nhà mạng di động ha. Cái ứng dụng này nó có tên là Open Signal Internet gì đó. Thì cái ứng dụng này nó sẽ hỗ trợ trên cả hai hệ điều hành iOS lẫn Android luôn. Rồi, thì cái ứng dụng này nó có rất là nhiều tính năng ha. Nhưng mà cái tính năng chính là mình sẽ bấm vào cái hình có cái dấu điều hướng ở giữa nè. Đó, thì như ở đây mình đang sử dụng SIM Mobifone thì mình sẽ chọn nhà mạng đó là bên Mobifone và cái kiểu mạng đó là mạng 4G ha. Thì trên cái này đó sẽ hiển thị ra những cái khu vực mà có cái mạng 4G mạnh của Mobifone. Thì cái này ví dụ như bạn đang sử dụng SIM của Mobi, Vina hay Viettel đi thì bạn có thể sử dụng cái ứng dụng này để mà xem coi cái khu vực đó của bạn cái sóng 4G nó có ổn định hay không để mà sử dụng được với cái con LR1002. Ngoài ra thì cái ứng dụng này nó cũng còn rất là nhiều cái tính năng khác hay ho như là kiểm tra tốc độ mạng nè, rồi đo dung lượng sử dụng nè, nhưng mà giờ mình chỉ cần kiểm tra cái chính thôi. Nhưng mà cái ứng dụng này nó có một cái điểm dở đó là mình không thể zoom được đó, nhưng mà zoom bạn đang đứng đầu lên tự động nó thu nhỏ lại. Thì cái khu vực này của mình á là ở ngay Phúc Long Cộng Hòa thì nó sẽ là tập trung nhiều cái trạm BTS của Mobi nhất để mình kiểm tra cái tốc độ nó ổn định nhất ha. Sẵn đây thì mình cũng giới thiệu về cái con LR1002 một tí xíu ha. Thì đây là một router Wi-Fi băng tần kép LTE chuẩn tốc độ là AC1002 với 300 Mbps trên giây ở băng tần 2.4G và 867 Mbps trên giây ở băng tần 5G. Thì cái con này nó sẽ có một cổng WAN và bốn cổng LAN cùng tốc độ 100 Mbps trên giây, một nút reset nè và một nút tắt mở nguồn với lại một khe cắm SIM. Thì cái thiết bị này tương thích với tất cả các SIM của tất cả các nhà mạng tại Việt Nam luôn ha. Cái việc trang bị cổng WAN đồng nghĩa với việc là nếu như bạn không có SIM 3G hoặc 4G thì bạn có thể nối dây mạng từ con modem chính đến thiết bị LR1002. Thì lúc này nó sẽ hoạt động giống như là một thiết bộ định tuyến thông thường. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu bài test luôn. Như các bạn đang thấy là cái điện thoại đang kết nối vào cái sóng 5G của con Totolink LR1002 ha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu cái bài speed test trước. Mình sẽ đổi lại cái server ha. Mình sẽ chuyển nó qua lại là của Mobifone. Rồi, bắt đầu bài speed test. Đó, như các bạn có thể thấy là cái tốc độ download và upload là khoảng là 39 MB với lại 32.5 MB. Rồi, hiện tại cái điện thoại này của mình cũng đang có gắn thêm một cái SIM 4G của Mobi nữa. Bây giờ mình sẽ thử luôn ha. Mình sẽ kiểm tra thử xem là cái tốc độ của cái SIM Mobi trong điện thoại này với lại cái tốc độ của SIM Mobi trên con LR1002 có chênh lệch nhau nhiều hay không. Rồi, mình cũng chuyển lại luôn bên Mobifone. Rồi, như vậy là chúng ta đã có kết quả là download với upload bằng SIM Mobi gắn trên điện thoại là khoảng là 29.2 MB với lại 36.2 MB. Thì có thể thấy là cái tốc độ trên cái con LR1002 với lại cái SIM Mobi trên điện thoại nó chênh lệch cũng không có quá lớn, do là hiện tại là mình đang ở một cái môi trường đó là trong cái quán cà phê nhưng mà lại ở trong nhà, cho nên nó sẽ bị khá là nhiều vật cản cũng như là cái tín hiệu nó bị yếu hơn là khi mà bạn kiểm tra ở ngoài trời ha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn cái bài test thứ hai, đó là xem một cái video livestream trên YouTube ha. Rồi, là mình xem một cái livestream
video trực tiếp luôn. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu xem video trực tiếp bằng cái sóng wifi của con LR1002 luôn ha. Đó, như các bạn có thể thấy là cái tín hiệu livestream nó vẫn ổn định, nó không có bị hiện tượng giật lắc hay là bị khựng lại ha. Thì chứng tỏ là cái tốc độ của con LR1002 này qua băng tần 5G của nó là rất là ổn. Mình xem một cái video khác đi. Đó, các bạn có thể thấy là cái trải nghiệm khi mà chúng ta livestream là nó vẫn băng thông, nó vẫn rất là ổn định ha. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua một cái quán cà phê thứ hai, là ở bên mình sẽ tìm một cái quán cà phê nào đó ở bên quận 10, ở bên Bắc Hải, để mình test thử coi cái hiệu năng của nó có đạt được, của con LR1002 này với SIM UBI 4G có đạt được giống như là tương tự như bên đây hay không nha. Rồi, ok. Chào các bạn ha. Hiện tại thì mình đang ở bên nhà thiếu nhi quận 10. Thì đây là khu Quốc Hải. Thì bây giờ mình sẽ tìm xem là quanh đây có một cái quán cà phê nào không, để mình vào mình test cái con LR1002 luôn ha. Rồi, ok. Rồi, hiện tại mình đang ở quán cà phê ở khu vực Bắc Hải quận 10 ha. Mình sẽ test cũng theo thứ tự giống như lúc nãy. Đầu tiên thì mình sẽ test trước cái SIM 4G, tốc độ của SIM 4G trên điện thoại trước ha. Có vẻ mạng ở đây khá là yếu, đâu để mình thử lại thử xem. Như các bạn có thể thấy là SIM 4G là không test được cái lên được speed test luôn. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ test cái SIM 4G trên con LR1002 này xem nó có speed test được hay không ha. Rồi mình đã bật lên rồi nè. Đó, điện thoại đã kết nối với cái sóng 5G của con LR1002 luôn. Rồi mình bắt đầu bài test luôn. Đó, như các bạn có thể thấy là tốc độ nó vẫn speed test được bình thường. Nhưng mà có vẻ là cái khu vực này á, cái sóng wifi nó bị yếu, hoặc là cái nó bị cách xa những cái trạm BTS của Mobifone hay sao á, mà cái tín hiệu nó nhận được speed test nó khá là yếu, nó không có được mạnh như là bên Phúc Long, bên Cộng Hòa ha. Nhưng mà về cơ bản là con LR1002 vẫn có thể cho được ra được kết quả speed test. Còn như cái SIM Mobifone lúc nãy của mình á, là hoàn toàn là không speed test được luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chuyển qua một điểm quán cà phê nữa ở bên quận nhất hoặc là quận 3 để mà bắt đầu bài test. À, quên, giờ mình sẽ test tiếp theo là bên cái xem video trên YouTube ha. Mình sẽ xem video livestream thử xem là có xem được hay không. Rồi, mình tắt này đi. Rồi, ok. Mình sẽ xem một cái video trực tiếp này. Đó, như các bạn có thể thấy là video vẫn xem bình thường ha. Đọc rõ cho màn hình cái anh đọc. Rõ cho màn hình. Đúng rồi.
Đó, như các bạn có thể thấy là video livestream vẫn xem một cách bình thường ha. Không có hiện tượng bị giật lắc. Dù cái tốc độ nó hơi bị kém nhưng mà về cơ bản là cái trải nghiệm khi mà chúng ta xem livestream nè hoặc là chơi game thì với con LR1200 gắn SIM Mobi vẫn là khá là ok ở băng tần 5G. Rồi, giờ chúng ta sẽ chuyển qua một cái quán cà phê khác ha. Rồi ok, hiện tại thì mình đang ở quán cà phê ở bên quận 3 ha. Giờ mình sẽ tiếp tục cái bài test giống như cũ. Trước tiên mình kết nối vào cái sóng wifi của con là LR1200 5G trước. Rồi, mình sẽ speed test nó trước ha. Như các bạn có thể thấy là cái tốc độ ở bên khu vực quận 3 này nó cũng gần xem giống như là bên quận 10. Có thể là do cái sóng của nhà mạng Mobifone ở đây thì cũng không có được mạnh cho lắm ha. Rồi, chúng ta đã có được tốc độ download là 31.9 Mbps trên giây và upload là 31.4 Mbps trên giây. Rồi, bây giờ tiếp theo mình sẽ test cái tốc độ của SIM 4G bên trong cái máy này luôn. Rồi mình tắt đi ha. Rồi, máy đã nhận SIM 4G. Mình sẽ bắt đầu bài test. Rồi. Thì cái tốc độ của SIM 4G ở khu vực quận 3 này của SIM Mobi cũng khá là ổn ha. Nhưng mà vẫn cảm thấy mình có cảm giác nó giống như là nó vẫn có một cái độ delay cũng như là nó chậm hơn so với lại cái SIM 4G. Cũng 4G của Mobifone luôn trên con LR1200. Chứng tỏ là cái con LR1200 này cái khả năng tối ưu của nó rất là tốt ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ speed test. Tiếp theo là mình sẽ xem một cái video livestream trên YouTube. Rồi, mình đã kết nối lại vào cái sóng wifi của con là LR1200 5G rồi ha. Rồi, mình xem video luôn. Đó, như các bạn có thể thấy là cái tín hiệu livestream nó vẫn ổn định. Nó không có bị giật lắc hay là bị yếu hay là bị delay gì hết. Rất là tốt ha. Mình cảm thấy là cái tín hiệu, cái trải nghiệm của cái con LR1200 với cái SIM 4G của Mobifone đem lại là rất là tốt. Đặc biệt là thậm chí nó còn tốt hơn là cái SIM 4G trong cái điện thoại mà như lúc nãy mình test ở quán cà phê bên quận 10 á. Rồi, ok. Qua những cái bài test vừa rồi tại những vị trí như là từ quận Tân Bình nè, về lại quận 10, rồi về cuối cùng là về lại quận 3, thì mình cảm thấy là cái hiệu năng của cái con LR1200 này khi mà mình gắn cái SIM Mobi vào nó khá là ổn định, thậm chí là còn vượt trội hơn khi mà mình ở bên quận 10 á, mình test vượt trội hơn so với cái SIM Mobi mà gắn trong điện thoại. Ngoài ra thì cái ứng dụng Open Signal này nè, nó cũng khá là hữu ích đối với những bạn mà khi mà muốn kiểm tra xem cái khu vực của mình á, có nằm trong cái vùng phủ sóng của SIM 4G hay không. Thì tổng kết lại, cái thiết bị này nó sẽ rất hữu ích khi mà ví dụ trường hợp bạn có những cái quán cà phê nè, hay là có những cái cửa hàng tiện lợi mà lắp ở những cái khu vực mà xa hẻo lánh không kéo dây mạng được, thì bạn có thể dùng mua một cái con LR1200 này gắn cái SIM của bất cứ một cái nhà mạng nào vào để cho nó phát sóng, đặc biệt là băng tần 5G phát sóng rất là ổn định. Rồi, video đến đây xin kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của Tôi Tương Lai Việt Nam. Và nếu các bạn muốn mình sau này làm tiếp những cái clip trải nghiệm giống như vậy thì hãy để lại bình luận, comment bên dưới. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.